chị ạ. Dạ vâng, xin chào khán giả. Dạ, em là Tạ Quang Vũ, em ở Mê Linh, Hà Nội ạ. Dạ vâng. Em có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia là em đang có trồng hoa đồng tiền ở trong chậu ạ. Thì bây giờ mọi ngày em hay tưới phân đầu trâu có lẫn cả tỷ lệ đạm ạ. Nhưng mà bây giờ thời tiết rét quá thì mọi người khuyên là không tưới phân có lẫn đạm nữa. Thì bây giờ chuyển sang là tưới lân và kali không. Thì em không biết tỷ lệ pha với nước là bao nhiêu để tưới cho cây ạ. Em muốn hỏi chuyên gia về tỷ lệ. Bây giờ đến tỷ lệ để mà nếu mà anh pha cái phân đặc biệt là kali. Kali nó ở dạng muối, muối clo hoặc là muối sunfat phát. Bởi vì thế cho nên nếu chúng ta pha nồng độ hơi cao một tí thì gây đến cháy cây ngay lập tức. Đấy, chính vì thế cho nên là đối với lân thì chúng ta có thể pha với nồng độ là 1% được. Nhưng đối với kali là pha nồng độ 0,5%. Thế cứ là 5 phần nghìn. Vì thế cho nên là anh nên pha tất cả là thống nhất với nhau là 0,5%. Như thế là 5 phần nghìn thì chúng ta tưới như thế sẽ đảm bảo hơn. Tuy nhiên rằng đã pha rồi nhưng mà đến khi tưới cũng đừng nên tưới quá sát vào gốc. Cách gốc khoảng 5 cm. Thì như thế sẽ đảm bảo hơn. Và theo tôi như thế này, những cái ngày mà nhiệt độ nó xuống dưới 15 độ C, đặc biệt bây giờ có những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, không nên tưới. Chỉ cần tưới nhấp nước cho nó đủ ấm, cho nó nước ấm cho nó thôi, chứ còn không nên là tưới phân. Mà tưới phân phải khi nào mà thấy nhiệt độ nó nhích lên, nó bắt đầu có hiện tượng ấm dần lên thì chúng ta hãy tưới thì sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Với những tư vấn vừa rồi thì chắc hẳn là khán giả cũng đã có thêm rất nhiều những kinh nghiệm trong quá trình canh tác trồng trọt, và xin được cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Đức với những tư vấn vừa rồi ạ. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.